Xin chào các em học sinh lớp 6. Ở giờ trước, cô và các bạn đã cùng tìm hiểu về tiết đầu tiên của bài 16 Vệ sinh an toàn thực phẩm. Các bạn đã tìm hiểu về phần 1 La mã vệ sinh thực phẩm, biết thế nào là thực phẩm bị nhiễm trùng, thực phẩm bị nhiễm độc và ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu phần còn lại của bài bao gồm an toàn thực phẩm và biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm. Các bạn mở vở ra ghi bài giúp cô nào. Các bạn đã biết thực phẩm bị nhiễm trùng và thực phẩm bị nhiễm độc khi mà cung cấp vào cơ thể thì sẽ gây ra những tác hại lớn như là đau bụng này, hoặc là tiêu chảy hay là rối loạn tiêu hóa nguy hiểm hơn, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vậy theo các bạn, những thực phẩm đã bị nhiễm trùng hay nhiễm độc liệu có còn an toàn nữa hay không? Thì các bạn hãy ghi nhanh câu trả lời vào vở và chúng ta cùng kiểm tra sau nhé. Về những tác hại của việc nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm nếu như được cung cấp vào cơ thể mà các bạn đã biết, thì các bạn cho cô biết an toàn thực phẩm là gì? À, cô có khái niệm an toàn thực phẩm là giữ cho thực phẩm khỏi bị nhiễm trùng, nhiễm độc và biến chất. Vậy làm sao để có thể giữ được an toàn thực phẩm? Chúng ta cùng nghiên cứu trong phần 2 La mã an toàn thực phẩm. Một là an toàn thực phẩm khi mua sắm. Thì các bạn nhiều rất nhiều các bạn có thể đã giúp bố mẹ đi chợ hay là đi siêu thị để có thể mua thực phẩm ở chợ về để về nhà chúng ta dùng, có đúng không? À, các bạn có thể kể tên được những thực phẩm mà gia đình em thường mua sắm hay không, và cho cô biết được là những thực phẩm khi các bạn mua sắm thì nó sẽ phân chia ra những thực phẩm tươi này, những thực phẩm khô hay là đóng hộp, đúng không? À, những thực phẩm mà tươi sống cần phải mua thì phải mua như thế nào? Một số thực phẩm tươi sống ví dụ như là tôm, cá, thịt, trứng hay là một số rau củ quả khác, đúng không? Vậy để mua những thực phẩm này chúng ta cần phải mua những thực phẩm là phải mua tươi hoặc là được ướp lạnh. Thực phẩm tươi thì thường các bạn thường gặp ở trong các siêu thị, người ta thường bảo quản những thực phẩm dễ bị hư thối ở trong phòng ướp lạnh hay trong tủ lạnh, có đúng không? Nhưng nếu như bây giờ ra chợ mà muốn mua một ít thịt tươi, một ít cá tươi, làm sao để biết chúng tươi? Chúng ta có thể dựa vào màu sắc. Ví dụ như thịt tươi thì sẽ có màu là đỏ hồng này, thịt còn khô ráo này và có độ đàn hồi. Ví dụ một con cá biết có tươi không, chúng ta hãy nhìn và xem mắt nó còn trong không này, vảy còn cứng hay là còn tính đàn hồi không, thịt không hay là mang cá có còn đỏ hồng nữa không, vân vân. Hay ví dụ như là muốn mua rau củ quả tươi thì rau củ quả đấy phải có màu phù hợp, phải có màu thích hợp và chưa bị héo úa. Ngoài ra, đối với những thực phẩm các bạn hay mua nữa, đó chính là thực phẩm đóng hộp có bao bì, ví dụ như là dầu ăn này, nước mắm này, hạt nêm hay là thịt đóng hộp, cá đóng hộp. Thì đối với những thực phẩm như vậy, các bạn cần phải lưu ý gì khi chọn nhỉ? À, chúng ta phải chú ý đến ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì hay là ghi trên nắp hộp. Tuyệt đối không mua những thực phẩm đã hết hạn sử dụng. Những thực phẩm mà đã hết hạn sử dụng sẽ bị dễ bị biến chất này, hay là dễ bị vi trùng, vi khuẩn xâm nhập và gây mất màu hay là ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, sẽ có hại cho cơ thể nếu như được cung cấp vào cơ thể. Ngoài ra, trong một lần đi mua sắm, các bạn có thể mua cả những thực phẩm chín lẫn thực phẩm phải chế biến, thực phẩm ăn sống. Thì chúng ta cần lưu ý gì khi khi mà mang chúng? Ví dụ như chúng ta có thể bỏ cả thực phẩm sống, bỏ cả thực phẩm chín và thực phẩm ăn ngay vào trong một túi và xách về hay không? Điều đó hoàn toàn không nên làm, có đúng không? Chúng ta cần phải tránh để lẫn lộn thực phẩm sống với thực phẩm ăn chín. Để làm gì? Để hạn chế việc xâm nhập vi khuẩn, vi trùng từ những thực phẩm còn sống sang thực phẩm ăn chín hoặc là ăn ngay. Ngoài ra, đối với phần này, cô sẽ đưa ra các lưu ý cho các bạn như sau. Để đảm bảo an toàn thực phẩm khi mua sắm thì cần phải chú ý là đối với thực phẩm tươi sống phải được mua tươi hoặc là ướp lạnh. Đối với thực phẩm đóng hộp có bao bì cần chú ý đến hạn sử dụng, tránh để lẫn lộn thực phẩm ăn sống với thực phẩm ăn chín.
phần 252 nhỏ là thực phẩm thường được chế biến. Câu hỏi đặt ra, các bạn có thể trả lời cho câu hỏi này bằng cách là nhìn vào, quan sát vào hình ảnh của cô. Các bạn có thể thấy được rằng thực phẩm thì được thường được chế biến tại tại nhà bếp, ví dụ như là các bữa ăn mẹ thường vào bếp để chế biến thức ăn cho cả gia đình. Vậy theo các bạn thì những nguồn nào có thể dẫn đến vi khuẩn, vi trùng có thể xâm nhập được vào thức ăn nào? À, có thể do bàn này, quần áo này, rẻ lau này, bếp này, thớt này, muỗng, thìa, dao, vân vân, có đúng không? À, vậy tại sao thức ăn không nên để lâu trong tủ lạnh? Từ tiết trước các bạn đã biết được là vi khuẩn sẽ bị ảnh hưởng bởi bởi nhiệt độ. Nhiệt độ có thể làm cho có những mức nhiệt làm cho vi khuẩn bị chết, hoặc là nhiệt độ chỉ làm cho vi khuẩn ủ và không sinh sôi, không phát triển nhưng cũng không không chết. Nếu như thực phẩm của các bạn để quá lâu trong tủ lạnh thì sẽ dẫn đến biến chất thức ăn và vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập được, gây hao tổn về năng lượng hoặc là chất lượng của thức ăn, và có thể dẫn đến các tác hại xấu như là đau bụng này, hay là rối loạn tiêu hóa vân vân, có đúng không? À, đối với phần chế an toàn này chúng ta cần phải bảo quản thế nào đối với các thực phẩm? Ví dụ như thực phẩm đã qua chế biến, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm khô, ví dụ như là bột này, gạo này, hạt đậu. Cô ngoài câu trả lời của các bạn ra thì cô có câu trả lời cho các bạn chung chung như sau, là thực phẩm đã chế biến thì cần cho vào hộp kín để tủ lạnh. Thực phẩm đóng hộp thì chúng ta cần để tủ lạnh và mua đủ dùng. Thực phẩm khô cần phơi khô, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời. Các bạn ghi cho cô phần 3 la mã biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm. Đầu tiên các bạn hãy tìm hiểu về nguyên nhân ngộ độc thức ăn. À, nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn gồm các nguyên nhân nào? Dựa về hình ảnh các bạn cũng có thể biết được là khi mà chúng ta có thể ăn phải những thực phẩm từ động vật mà trong quá trình sinh trưởng chúng đã bị cho dùng thuốc tăng trọng này, hay là một số loại sữa mà nhà sản xuất đã làm sữa giả này, hoặc là những thực phẩm từ thực vật mà trong quá trình sinh trưởng đã bị phun thuốc trừ sâu và chưa phân hóa hết. Ngoài ra thì chúng ta còn bị ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thức ăn do là ăn phải những vi sinh vật bằng độc tố của vi sinh vật, hay là ngộ độc do thức ăn đã bị biến biến chất, ngộ độc do bản thân thức ăn có sẵn chất độc như là mầm khoai tây, cá nóc, nấm độc, do thức ăn bị nhiễm chất độc hóa chất bằng các con đường như là ngâm tẩm hay là tiêm trực tiếp vào thức ăn. Như vậy các bạn hãy nêu các biện pháp phòng tránh nhiễm độc, nhiễm trùng thực phẩm. Các bạn hãy dừng video và tự ghi kết quả của mình, và sau đó hãy so sánh với đáp án của cô nhé. À, đối với các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm cô đưa ra, người ta đã đưa ra những biện pháp như là phải rửa tay sạch trước khi ăn này, vệ sinh nhà bếp này, rửa kỹ thực phẩm, nấu chín thức ăn hay là đậy thức ăn cẩn thận và bảo quản thực phẩm chu đáo. Các biện pháp phòng tránh nhiễm độc thực phẩm bao gồm không dùng các thực phẩm có chứa chất độc, không dùng thức ăn bị biến chất hoặc là nhiễm các chất độc hóa học, không dùng đồ hộp đã quá hạn sử dụng. Như vậy là các bạn đã tìm hiểu xong phần còn lại của bài 16. Về phần bài học hôm nay, cô yêu cầu các bạn về nhà hãy học thuộc cho cô phần ghi nhớ và trả lời câu hỏi cuối bài. Và nhớ kiểm soát lại những câu hỏi mà cô đã cho các bạn trả lời và so sánh với đáp án của cô đã đưa ra. Sau đây, cô xin mời các em kể hết bài và tiếp tục nghiên cứu bài tiếp theo của chương trình kỳ này như sau. Bài 17, tiết 42, bài 17, bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn. Tiết 1, phần đầu tiên các bạn nghiên cứu cho cô phần 1 la mã, bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến. Một nhỏ là thịt và cá.
Cô đã đưa ra hình ảnh trong sách giáo khoa là hình 3.17. Trong hình này thì cô có lượng thịt và lượng cá. Một lượng thịt nhất định sẽ chứa 15% chất đạm, vitamin B, một lượng khá lớn sắt và phosphor, 10 đến 15% chất béo và 50 đến 70% là nước. Ngoài ra một khẩu phần cá thì sẽ rất là giàu đạm, cung cấp vitamin A, B, C, ít chất béo, cung cấp khoáng và phosphor, iốt. Hãy trả lời cho cô câu hỏi là biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng trong thịt cá là gì? À, một câu hỏi vô cùng dễ, các bạn có thể trả lời ngay và bỏ giúp cô. Cho cô biết vì sao thịt cá sau khi cắt thái thì không nên rửa nữa. Và chúng ta biết được là trong thịt cá thì có rất nhiều những vi chất, khoáng chất và dễ một số chất thì dễ bị tan trong nước và có thể sẽ cuốn theo dòng nước trôi đi mất, rất là lãng phí, còn đúng không? À, chúng ta hạn chế rửa khi đã cắt và chúng ta nên rửa trước khi cắt thái. Các bạn hãy kể tên các loại rau củ quả, đậu, hạt tươi thường dùng trong chế biến thức ăn giúp cô nào. Các bạn có thể dựa vào những hình ảnh cô đã đưa lên để mô tả, rất dễ, đúng không? Cô lấy ví dụ như một số rau củ quả như là củ cải này, đậu đũa này, đậu cô ve, cà rốt, su su, bắp cải, hành tây, khoai tây, súp lơ, cà, su hào, vân vân. Thì đối với những thực phẩm này, trước khi chế biến chúng ta phải trải qua các thao tác gì nhỉ? À, đối với hình ảnh của cô thì có các hình ảnh như là rửa này, sau đó là cắt gọt vỏ khi cần thiết, thái theo theo nhu cầu. À, đối với cách rửa gọt cắt thái có ảnh hưởng gì đến giá trị dinh dưỡng của các loại quả này hay không? Thì câu trả lời là tùy vào loại quả. Rau có cách gọt cắt thái khác nhau. Khi sơ chế rau củ nếu như không đúng cách sẽ làm mất các chất dinh tố, chất khoáng có trong thực phẩm. Đối với phần 2 nhỏ rau củ quả, đậu hạt tươi, cô đưa ra cho các bạn một số chú ý như sau. Rửa rau thật sạch này, không ngâm lâu trong nước, không để khô héo. Rau củ quả ăn sống nên rửa và gọt vỏ trước khi ăn. Các bạn chuyển sang phần 3 nhỏ, đậu hạt khô, gạo. Các em hãy quan sát hình và nêu các loại hạt đậu ngũ cốc thường dùng, nêu cách bảo quản chất dinh dưỡng thích hợp cho đậu, hạt khô và gạo. Thì đối với hình ảnh cô đã đưa ra thì các bạn có thể kể được ngay những hạt mà các bạn thường quen, ví dụ như là hạt gạo này, hạt ngô này, lạc, đậu, mè, vân vân. Ngoài ra, đối với các loại đậu, hạt khô và gạo thì các bạn cần chú ý đến những vấn đề như sau. Trước khi bảo quản cần phơi khô, loại bỏ hạt sâu, mốc, để thật nguội rồi mới cho vào lọ đậy kín nơi khô ráo, thỉnh thoảng kiểm tra lại. Với đậu hạt khô thì phải bảo quản nơi khô ráo, mát mẻ, tránh sâu bọ và ẩm mốc. Gạo là không nên vo quá kỹ, sẽ mất đi lượng vitamin B nằm ở ngoài lớp vỏ cám của gạo, đúng không? À, qua bài học này thì cô yêu cầu các bạn về nhà hãy cho biết cách bảo quản các chất dinh dưỡng đối với mỗi loại thực phẩm có trong bảng sau bằng cách nối mỗi cụm từ ở cột bên trái với mỗi cụm từ ở cột bên phải để được đáp án đúng. Cô đưa ra cho các bạn bảng sau. Đối với bài tập này, các bạn hãy cố gắng là nối sao cho đúng và được kết quả đúng và phù hợp. Thì bài tập về nhà, cô yêu cầu các bạn sẽ gửi lại cho cô giáo chủ nhiệm muộn nhất vào chủ nhật tuần này và cô sẽ chấm lấy điểm cho từng bạn. Nếu mà các bạn chưa có thể làm được ngay, các bạn có thể tua ngược lại video và xem lại các phần mà cô đã giới thiệu và có thể hoàn thành bài tốt nhất nhé. Về nhà các bạn có thể là đọc phần em có biết ở trang sau cuối bài và tiếp tục nghiên cứu phần 2 là mã bảo quản chất dinh dưỡng khi chế biến. Giờ sau cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em nghiên cứu sau. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại sau Tết nhé. Chúc các em ăn Tết vui vẻ.